Tại Đắk Lắk, một con heo nái sổng chuồng nhưng đã cuốn theo cả trăm hộ dân quanh vùng và diễn biến dở khóc dở cười của một cuộc tranh chấp hy hữu. Tòa sơ thẩm đồng tình với người mất heo, còn tòa phúc thẩm xử thắng cho kẻ thủ tiêu con heo, khiến cả xóm đua nhau ký tên và đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng để đòi quyền lợi cho người mất heo. Một vụ việc tưởng chừng chỉ là câu chuyện bi hài nhưng lại có thật trong cuộc sống. Năm 2012, vụ kiện đòi lại con heo nái của cô giáo Đỗ Thị Gái, sinh năm 1964, ngụ tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, đã gây xôn xao dư luận cả vùng. Theo đó, sự việc bắt đầu từ ngày 5 tháng 5 năm 2012. Con heo nái nhà bà Đỗ Thị Gái nuôi bất ngờ động dục nên nhảy ra khỏi chuồng. Bà đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Đến ngày 21 tháng 5, khi được hàng xóm chỉ điểm, bà gái phát hiện con heo của mình trong chuồng nhà bà Nguyễn Thị Thọ, ngụ cùng tổ dân phố. Bà gái nhiều lần sang xin đem về nhưng bà Thọ không đồng ý nên đã mời chính quyền địa phương tới lập biên bản. Trước sự chứng kiến của các nhân chứng, đại diện tổ dân phố và công an thị trấn Liên Sơn đã lập biên bản tạm giữ con heo. Yêu cầu các bên liên quan không được di chuyển tang vật đi nơi khác trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết. Theo biên bản này, bà gái trình bày con heo nái có màu trắng, một đốm đen ở gần tai, chân nhỏ, lưng gãy, chưa thả được. Bà Thọ thì khẳng định con heo nái màu trắng, lưng gãy, đuôi cụt, có 9 đốm ở vùng mông, 2 đốm ở tai phải và mang thai được 2 tháng. Nói về nguồn gốc con heo, bà gái cho biết, cuối năm 2011, bà mua của anh Lê Thái Trãi, ngụ cùng tổ dân phố, sau đó nó đẻ được 12 con. Anh Trãi và một số người dân sống quanh nhà bà gái xác nhận điều này. Về phía anh Trãi, anh khẳng định con heo đang tranh chấp chính là con heo mà anh đã bán cho bà gái trước đó. Anh Trãi cho biết, anh vốn làm nghề hàng mổ heo. Khi mua con heo nái này, anh về phát hiện nó mang thai nên đã bán lại cho bà gái. Khi bà gái tìm thấy con heo của gia đình mình bên chuồng nhà bà Thọ và hai bên phát sinh tranh chấp, cãi vã quyết liệt, anh Trãi có qua xem thì nhận ra ngay đây chính là con heo trước đó anh đã bán cho bà gái. Một người hàng xóm khác của bà gái cũng quả quyết 100%, đây chính là con heo nái của gia đình bà gái. Theo người này, sở dĩ bà có được khẳng định chắc nịch như trên là vì những ngày bà gái có công việc đột xuất không về nhà, thường nhờ bà sang cho con heo này ăn nên bà nhớ rất kỹ những dấu vết nhận dạng. Trong khi đó, bà Thọ một mực khẳng định con heo này là của anh Nguyễn Văn Báu, em trai bà, ngụ thôn Đông Giang, xã Buôn Chía, huyện Lắk, đổi cho mấy tháng trước. Anh Báu cũng xác nhận có sự thật như bà Thọ nói. Sau nhiều lần hòa giải bất thành ở địa phương, bà gái đã gửi đơn khởi kiện lên Tòa án Nhân dân huyện Lắk. Nhận đơn khởi kiện, Tòa án Nhân dân huyện Lắk và chính quyền địa phương yêu cầu bà Thọ phải thông báo cho cơ quan chức năng nếu con heo đẻ hoặc đau ốm. Nhưng đến ngày 10 tháng 7 năm 2012, con heo này đã bất ngờ biến mất khỏi chuồng nhà bà Thọ. Khi cơ quan chức năng tới lập biên bản, bà Thọ trình bày khoảng 3 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2012, con heo nái đẻ được một con và chết nên bà đã tiêm 2 ống thuốc kích đẻ. Một giờ sau, vẫn không thấy heo đẻ nên bà tiếp tục tiêm thêm 2 ống nữa thì nó đẻ được 7 con, trong đó có 2 con đã chết. Sau đó heo mẹ cũng không sống được nên bà đã gọi người vào bán với giá 950.000 đồng. Ngày 29 tháng 7 năm 2012, Tòa án Nhân dân huyện Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp con heo nái. Theo hội đồng xét xử, bà Thọ khai khi anh Báu chở heo đến nhà thì bà NTV và anh DXG chứng kiến, đồng thời có một vài người dân địa phương biết bà nuôi 3 con heo nái. Tuy nhiên, qua xác minh của tòa án thì những người này không biết bà Thọ nuôi mấy con heo nái, thậm chí có người còn khẳng định chưa đến nhà bị đưa lần nào. Nhân chứng báo khai, trước khi chở heo đến nhà bà Thọ, anh đã cho phối giống. Thế nhưng trưởng thôn Đông Giang khẳng định gia đình anh Báu chưa bao giờ nuôi heo được giống. Bà Thọ cho biết thêm, con heo nái đốm đẻ sáng ngày 10 tháng 7, tới 4 giờ 30 ngày 11 tháng 7, heo chết nên bà đã gọi nhờ em gái là Nguyễn Thị Mai nhắn mấy người mua heo sọt từ nơi khác đến mua heo chết rồi báo với ông Vượng trưởng thôn. Nhưng ông Vượng khẳng định bà Thọ chỉ gọi cho ông lúc 7 giờ 46 để nói heo em đẻ rồi. Ông dặn bà Thọ báo ngay cho công an và tòa án xuống lập biên bản làm việc. Song khi nhà chức trách tới thì con heo đốm đã biến mất. Theo nhiều người dân địa phương, đây là khu vực đông dân cư, nhưng bà con lối xóm xung quanh và người dậy sớm tập thể dục đi đầy đường, chẳng ai thấy có nhóm người mua heo sọt nào vào nhà bà Thọ cần heo chở đi. Hơn nữa, những người mua heo sọt ở vùng này đều từ địa phương khác tới, họ không bao giờ mua heo chết, cũng không thể có mặt tại huyện Lắk trước 8 giờ sáng. Diễn biến đối chất tại tòa đầy kịch tính khi lần lượt những lời khai tiền hậu bất nhất của bà Thọ và các em của bà bị nhiều nhân chứng phủ nhận.
Với những gì thu thập được, hội đồng xét xử sơ thẩm khẳng định con heo nái đốm trong chuồng bà Thọ đúng là heo của bà gái. Do heo bà gái không có chửa mà chị em bà Thọ đã lỡ bị chuyện phối giống nên tới ngày heo không đẻ được phải dựng tiếp màn kịch heo đẻ để tẩu tán vật chứng. Tài sản tranh chấp tuy không lớn nhưng đã ảnh hưởng rất nhiều đến dư luận tại địa phương. Tòa tuyên bà Thọ phải trả án phí, bồi thường cho bà gái 4,1 triệu đồng trị giá con heo và 600.000 đồng chi phí định giá. Nhiều người tham dự phiên sơ thẩm còn nhớ khi rời tòa án, bà Thọ tuyên bố, tôi sẽ thắng ở tòa phúc thẩm. Ngay sau đó, bà Thọ kháng cáo và ngày 12 tháng 11 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên phúc thẩm. Tại phiên tòa này, bà gái và bà Thọ vẫn giữ nguyên những lời khai mô tả đặc điểm con heo như đã nói ở phiên sơ thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm đã có nhiều sai sót khi không yêu cầu cơ quan thú y xác định heo có thai hay chưa và xác định đặc điểm nhận dạng con heo. Do con heo không còn sống, nếu cấp phúc thẩm hủy án thì cấp sơ thẩm cũng không thể bổ sung được và chỉ kéo dài vụ kiện. Cuối cùng, hội đồng xét xử phúc thẩm đã bác đơn kiện của bà gái, đồng thời buộc phải chịu án phí và chi phí định giá tài sản. Không chấp nhận, cuối năm 2012, bà gái đã gửi đơn lên Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xin giám đốc thẩm. Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ cùng hàng chục người dân thôn đoàn kết cũng gửi đơn kiến nghị Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét thấu đáo vụ việc. Đơn kiến nghị đều cho rằng hội đồng xét xử phúc thẩm không khách quan, không dựa vào căn cứ của tòa án cấp dưới, không cho nhân chứng phát biểu ý kiến mà mang tính sắp đặt từ trước, gây bức xúc dư luận. Bị đơn là bà Thọ tự ý tẩu tán phi tang vật chứng đang tranh chấp nhưng lại được thắng kiện. Trưởng ban mặt trận Tổ quốc thôn đoàn kết khi ấy cho biết, không chỉ mình tôi mà tất cả hàng xóm đều biết con heo đó là của bà gái nhưng tòa lại khẳng định của bà Thọ. Quá bức xúc, chúng tôi làm đơn gửi Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Việc tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến niềm tin công lý, pháp luật nên trong các cuộc tiếp xúc, người dân đều hỏi chúng tôi vì sao vụ con heo vẫn chưa được làm sáng tỏ. Bà Khâm, cán bộ bảo vệ thực vật huyện Lắk chia sẻ, tôi biết rất rõ con heo chị gái mất thế nào. Không tỏ huyện xử, dân đến hơn 100 người lắng nghe cả buổi. Tòa tuyên xong, ai nấy vỗ tay rầm rầm hoan nghênh. Bà Thọ khăm dọa sẽ thắng ở tòa tỉnh. Chẳng ai tin, ngờ đâu sự thật bị bẻ cong dễ thế. Trong khi đó, bà Thắm, giáo viên hưu trí là cán bộ mặt trận thôn, cho rằng bản án huyện hoàn toàn công minh, còn bản án tỉnh khiến dân bức xúc. Chính tay tôi với rất nhiều người nghe bà Thọ tuyên bố trước sân tòa huyện rằng chúng mày đừng vội cười, ta có người quen làm to trên tỉnh, chờ đó mà coi. Mỗi lần chúng tôi xuống cơ sở, dân đều níu lại hỏi, tòa tỉnh nhân danh công lý mà xử như vậy, còn gì đáng cho dân tin nữa không? Họ bảo, mấy triệu đồng giá con heo cũng to, nhưng không quan trọng bằng cách dân nhìn bà Thọ, đảng viên cơ sở. Còn ông Tiến, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố nói rằng, hôm lập biên bản tạm giữ, chúng tôi đã dặn bà Thọ rất kỹ là phải giữ nguyên vật chứng để xem xét, vậy mà bà Thọ vẫn dựng chuyện để phi tang con heo. Chỉ cần chi tiết đó thôi đã đủ thể hiện bản chất sự việc rồi. Người dân ở tổ dân phố đoàn kết thậm chí còn sáng tác cả một bài thơ lục bát nói về chuyện con heo nái rồng chuồng. Đến tháng 1 năm 2013, Tòa dân sự Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hồi âm đã nhận được đơn thư của bà gái, đồng thời cho biết vụ việc tranh chấp thuộc thẩm quyền của vụ 5, vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cô con gái út của bà gái là Lưu Thị Mỹ Thanh, sinh năm 1994, cũng vì ấm ức trước nỗi oan của mẹ mà thay đổi từ việc lựa chọn nối nghiệp mẹ thi vào trường sư phạm để chuyển sang thi ngành luật. Thanh chia sẻ rằng, cô còn nhớ như in cái ngày heo sổng chuồng. Cô nói, hôm đó mẹ em đi về quê có việc, heo động lực nên rất hung dữ, nhảy ra khỏi chuồng đến 3 lần. Và cả 3 lần đó em đều phải đi nhờ hàng xóm tìm đuổi về hộ. Đến tối mẹ em về biết chuyện nên bảo hôm sau sẽ rào lưới lại để heo không nhảy ra nữa. Nhưng sáng hôm sau em ngủ dậy đã thấy mẹ đi tìm heo rồi. Em không ngờ vì con heo ấy mà hàng xóm phải đưa nhau ra tòa để rồi tai tiếng cho cả đôi bên như vậy. Cũng theo Thanh, từ khi mẹ đem đơn đi kiện, cô thấy mẹ lo lắng và gầy đi rất nhiều. Thanh buồn rầu chia sẻ, mẹ em cũng chỉ muốn hòa giải cho xong rồi đâu lại vào đấy, nhưng không ngờ bên kia lại ngoan cố vậy. Khi đó phần vì thương mẹ, phần vì mẹ tác động là thi vào trường luật, may ra sau này còn giúp dân minh oan được. Thế là em đã thi đỗ vào trường luật năm đó. Mấy lần phiên tòa diễn ra, em muốn về dự nhưng mẹ không cho. Em chỉ có thể gọi về để biết thông tin. Lúc biết tòa huyện xử thắng, em mừng lắm, nhưng đến khi tòa tỉnh xử thua, em rất bất ngờ. Hàng xóm gọi điện bảo em gọi động viên mẹ ngay vì mẹ đang suy sụp lắm. Nghe điện thoại chỉ nghe thấy mẹ khóc, kêu là oan thôi.
Ngay khi đỗ vào trường luật, Thanh đặc biệt chú tâm môn học luật dân sự vì mong muốn trước hết là để lật lại vụ việc của gia đình mình, sau là giúp những người dân yếu thế minh oan. Thanh cho hay, khi biết mẹ bị thua kiện, em đã đặt ra cho mình trọng trách sẽ đòi lại công bằng cho gia đình. Em không muốn một đời là giáo viên của mẹ bị tai tiếng, và em cũng không muốn sau này người ta nhìn em mà xì xào rằng em là con của người vừa ăn cướp và la làng, trong khi gia đình em mới là người bị mất heo. Chia sẻ thêm, Thanh bày tỏ niềm tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật. Mỗi lần gọi điện hỏi thăm sức khỏe mẹ, Thanh lại nhắc mẹ đưa đơn tiếp. Thời điểm ấy, Thanh tâm sự. Tuy các bằng chứng không còn, nhưng có rất nhiều điểm vô lý mà chưa được giải thích thuyết phục. Do đó, không sớm thì muộn, khi thấy mình đủ khả năng, em sẽ căn cứ vào những gì đã có để lật lại vụ việc này và phải thắng kiện. Nếu học luật mà không bảo vệ được cái đúng thì thật là vô ích.